cũng nằm trong chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố sáng nay. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng đoàn giám sát số 3, Cao Thị Huyền Trân, chủ trì buổi giám sát với phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu về công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, phường Hòa Khánh Bắc đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn dân lần 6, đạt tỷ lệ 98%. Trong thời gian thực hiện giãn cách, đã tiếp nhận và phân phối 6.752 lượt đăng ký cung ứng hàng hóa trị giá trên 2 tỷ đồng, phối hợp với đoàn thanh niên hỗ trợ mua nhu yếu phẩm cho nhân dân. Đến nay, phường đã thực hiện việc chi trả các gói hỗ trợ của thành phố đến với người dân, hỗ trợ 55.907 kg gạo, hỗ trợ của chính phủ cho 3.727 lượt người thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Hiện trên địa bàn phường chỉ còn 3 khu vực phong tỏa cách ly y tế. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đánh giá cao những kết quả phòng chống dịch COVID-19 của phường, thực hiện tốt việc cung ứng lương thực, thực phẩm, kịp thời chuyển các gói hỗ trợ của thành phố đến với người dân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý, phường trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát chặt các khu còn phong tỏa, quản lý F1 sau khi hoàn thành cách ly về nhà, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, tập trung rà soát hoàn thành chi hỗ trợ người dân theo quyết định 2903 của Ủy ban Nhân dân thành phố đúng đối tượng và không bỏ sót đối tượng, thực hiện việc xét nghiệm toàn dân và công khai minh bạch trong tiêm vaccine.